giờ. Hút nhanh thì mới đi đón vậy Như, mà hút chậm lại ở nhà khỏi đi đón. Đúng rồi, cái bành. Cái rượu. Cái gì? Cái rượu hả? Sao biết cái kẹo. Cái kẹo, kẹo gì đó? Thành biết kẹo gì không? Sô-cô-la. À, sô-cô-la, đúng rồi. Sô-cô-la, sô-cô-la. À. Thôi đếm tiếng Anh đi. Quýnh. Đếm. Rồi bảo vô nhanh lên đi đón chị Như nè, không thôi Thành ở nhà nha. Bảo. Quýnh thì ta kiểu 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 kiểu. Rồi Thành bảo vô đây là Thành đi đón chị Như nè. Có gì Như xong rồi về Thành ăn bánh canh nè, có gì Như ăn gì nè. Ta còn ta là ta mà ta chỉ ta thì ta bay. Nước. Thành biết ăn sô cô la không? Nước. Thành ơi, Thành biết ăn kẹo sô cô la không? Sô cô la. Ừ. Con biết ăn không? Ơi. Thành không biết ăn kẹo sô cô la. Ừ. Rồi nhanh lên rồi ba tôi đổ lạnh lại đi, rồi mấy dép đi nè, theo thưa mẹ đi. Chắc tủ lạnh đi. À, chắc tủ lạnh đi. Ủa bình thường kéo được mà, sao nay yếu vậy? Cố lên. Wow. Wow. Đi chưa? À. Rồi, cái thơm đã dép đây thưa mẹ đi, đi đón chị Như. Đi thôi. À đi thôi. Rồi. Ủa đó cha chị Như mà sao lắm? Cha chị Như hả? Con không ăn hả? Cha chị Như hả? Ờ thương chị Như chưa? Chú cho chị Như rồi. Nhìn gì á? Rồi đây Trinh cắm lên giùm cha. Rồi rốt cuộc cũng có người ăn. Như đã đi ra ăn chung với Trinh Thành. Hai đứa kia không chịu ăn. Đấy ăn ngồi đó nè Như. Đây nè con, ngồi bàn đây nè Như. Ủa không ra mà, không ăn mà. Thôi giờ cũng chạy ra. Chị Như bên này nè. Chị Như đang ra kìa. Ngồi đợi gì vậy Thành? Cùng mình hết à? Thành bị dị ứng da. Trời nóng rồi là bị dị ứng da. Trọng. Trọng. Trọng quá. Mm-hmm.
giỏi quá chị Như, giỏi quá. Tay nữa, tay là đấm lưng cho anh Trí à? Hỏi anh Trí đẻ không? Nắm lưng đẻ không? Sao? Đúng. Ôi ngã té kìa, té chân nữa hà. Vô mua chuối đi. Ông sợ té chân nữa hả? Rớt dây, rớt cái dây nè. Rồi đi vô mua đi. Trả tiền. Hả? Trả tiền. Trả tiền hả? Trả tiền. Vô mua là định trả tiền cha. Kêu đưa tiền đi. Bán chuối chiên. Đi mua chuối chiên. Hả? Đi 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 ăn hào hấp đi. Mày giúp lửa hành. Rủ đi ăn hào cũng đi cha, ăn hào. Một cô gái xinh xắn và dịu dàng như Sumiko, đương nhiên sẽ là tâm điểm của lớp. Maji cảm thấy hơi khó chịu vì cô ta được cho là mặt trời ở đây. Ăn không đi. Sinh mới đã tránh thích sự chú ý xung quanh. Đây đã. Anh cho vui mà. Hả? Từ cô ấy là trả tiền cho cô nha. Lấy em 4 cây chuối chiên. Dạ. Dạ là chuối chiên. À, bán con 4 cây chuối chiên nữa đi. Bán cho cô mua chuối chiên. Bán con 4 cây. Đấy. Được gì đâu, được coi coi. Đưa cho mẹ coi luôn. Học ra được gì mà mừng quá vậy, nút vàng nút bạc gì. Zero giải thích rằng có rất nhiều số không nhìn thấy, ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm. Sau đó anh bảo mọi người đừng áp lực và tự dơ hai tay lên. Tất cả mọi người đứng sát hàng dọc bức tường. Anh ghi lại chiều cao của mỗi người, sau đó cầm cuốn sổ đo khoảng cách bằng dây ra. Sau đó tổng hợp và tính toán. Bởi vì khoảng cách giải tay của một người với chiều cao của người đó. Cuối cùng Zero nhận được kết quả là căn phòng này là một phòng vuông. Nút vàng, đây là nút vàng á hả? Đúng
Ê, đâu Quý Thành? Mà đưa cho mẹ coi. Đánh ra kể á. Hả?